Cả các bản kinh xe phong cách 24 giờ. Sylvester bứt khóa hoàn hảo với dàn đồ chơi mắc kinh khủng. Sylvester từ lâu đã trở thành một biểu tượng trong giới chơi xe Việt. Về một dòng xe số với sức mạnh có thể chinh phục được mọi địa hình, nhưng vẫn mang trong mình vài nét khỏe khoắn, hợp thời trang. Đi tiếp là sự bền vững của một biker đã cho em nó một bản độ cực kỳ nhức đầu với rất nhiều đồ chơi trên xe. Đầu tiên, với mắt người nhìn là tem của phong cách Movistar, màu xanh nhẹ nhàng mà các mẫu xe của Yamaha bây giờ rất thích. Ta thắng mờ ảo mà mình có thể đón ngay đó là tay của Rainbow với bình rời của Rizuma, màu xanh yêu thương. Phần bánh lái trước cho ta thêm phần hết hồn với cái đĩa của Gaffer, heo dầu Rainbow logo lớn 2 bits, full ốc roti xanh tím ở bánh trước. Với lốc máy bên trái ta có full ốc roti và hai chú ốc qua lăn ở mâm lửa chuyển màu đầy tinh tế với từng góc CNC trên ốc. Chân trống đặc biệt, chắc đây là hàng tự CNC ra, cũng được titan hóa với bốn chú ốc roti nằm ở dưới chân trống tạo thêm phần khác lạ. Lốc máy phải với ốc khâm nhớt của Rizuma màu đỏ rất nổi bật trên cái nền xanh và titan. Cổ bô titan chuyển màu với rất nhiều nổi bật, nhìn như một chú sâu đang uốn éo. Oppo Spark, xe được độ thêm cái đĩa sau và có thêm cái bình dầu thắng CNC EM. Ngoài ra ta còn thấy được cái bắt bên đạp của Racing Boy được chế rất khác lạ so với những mẫu xe khác. Khỏi thắc mắc, chắc anh em cũng biết đây là cái phục nhúng của Holin có bình dầu đời, một trong những sản phẩm mà các biker mơ xe độ mơ ước. Nhôm xin đĩa vàng 18 sạch sẽ đến từ Maxen. Ngoài ra, phần heo thắng sau cũng được là heo Rainbow, logo lớn hay biết quay ngược theo phong cách của trường đua. Ngoài ra, không nên nhắc tới bản độ của Jupiter này chính là cây mâm của Racing Boy CNC. Theo một vài thông tin gần đây, mâm này đã ngừng sản xuất nên nó rất hiếm và rất có giá trị. Một bản độ như vậy đi kèm với một biển số 6678888 làm đau tim người nhìn. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, hẹn gặp lại chi tiết, nhớ like, share, subscribe.